Một tình huống phối hợp 1-2 rất tốt. Sau đó bóng được chuyền đến chân của Alexis Sanchez, nhưng tiền đạo người Chile đã không thể tung ra cú dứt điểm của mình. Carles Puyol, Adriano. Một trận đấu hiếm hoi mà Adriano ghi tới 2 bàn thắng trong màu áo của Barcelona. Messi. Iniesta. Hàng tiền vệ của An Sát đã hoàn toàn mất hút trước đẳng cấp của những cầu thủ đến từ xứ Catalan. Tình huống để mất bóng vừa rồi là của Lionel Messi. Cơ hội tấn công cho An Sát không được. Messi. Bóng được mở sang cho Adriano. Rất tốt. Không được. Đường truyền vào là của Eric Abidal. Những miếng phối hợp